Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em nhìn lại một chút về chiếc Galaxy S8 của nhà Samsung. Và cũng như mọi khi thì anh em có hứng thú với chiếc máy này có thể tham khảo tại các hệ thống của Clickbuy ở đường link mô tả. Trong video nói về chiếc Galaxy S8 này thì sẽ không phải là chỗ để chúng ta kể lể lại về cấu hình hay là những thứ hầm bà lằng liên quan đến điểm mạnh điểm yếu của con máy này nữa. Bởi vì với một thiết bị cũ đã có tuổi thì điều này là không cần thiết. Mà thay vào đó thì mình sẽ cùng anh em có một cái nhìn khác về cái gọi là vị thế mà chiếc Galaxy S8 đã thiết lập được khi mà nó ra mắt và cho đến bây giờ. Bắt đầu luôn nhá. Về cơ bản, cho đến bây giờ đã là 2 năm rưỡi trôi qua kể từ khi thế hệ Galaxy S8 được ra mắt. Và đối với quan điểm riêng của mình mà nói thì có thể thấy là vai trò của Galaxy S8 thực sự rất đặc biệt. Nếu không muốn nói là đặc biệt bậc nhất để làm nên vị thế tuyệt đối của Samsung cho đến bây giờ luôn. Galaxy S8 là thế hệ điện thoại có cực kỳ nhiều thay đổi mang tính cách mạng mà Samsung đã làm được. Và thời điểm ra mắt của nó cũng phải nói là rất nhạy cảm. Lý do là bởi ngay trước đó công ty Hàn Quốc đã thất bại hoàn toàn với chiếc Galaxy Note 7 với sự cố cháy nổ đầy tai tiếng mà thậm chí có thể coi là vết nhơ trong lịch sử của Samsung. Chính vì thế mà thế hệ điện thoại sau Note 7 đã bị giới truyền thông săm soi rất kỹ, hoặc là Samsung sẽ chứng minh rằng họ đủ sức để sửa sai và thu hút mạnh mẽ sự chú ý của thị trường với vị thế dẫn đầu của mình, hoặc đơn giản là họ sẽ đánh mất tất cả. Và với trường hợp của Galaxy S8, Samsung đã làm được điều thứ hai. Ở Galaxy S8 thì Samsung đã thể hiện sự chăm chút và thận trọng để phải đạt được thành công lớn đến mức nào. Họ sẵn sàng lùi ngày ra mắt sản phẩm tới gần 2 tháng chỉ để kiểm tra toàn bộ lô máy sản xuất để chắc chắn rằng sẽ không lặp lại sự cố của Note 7 nữa. Và những cố gắng của Samsung đã được đền đáp khi mà hầu như không hề có ghi nhận nào về sự cố lỗi pin của Galaxy S8, kể cả cho đến bây giờ. Một yếu tố thứ hai cũng được coi là giúp định hình nên vị thế ảnh hưởng của Galaxy S8 đến toàn bộ thị trường di động khi nó ra mắt còn nằm ở chính thiết kế của điện thoại này. Khi ra mắt thì Galaxy S8 cùng với LG G6 chính là hai mẫu điện thoại đầu tiên được trang bị màn hình tràn viền. Nhưng Galaxy S8 lợi thế hơn nhờ màn hình cong, cùng tấm nền có tỷ lệ dài hơn, kích thước thon gọn hơn, giúp cầm nắm dễ dàng và thao tác hiệu quả chỉ với một bàn tay. Một điều khá thú vị là chi tiết này lại khiến mình gợn nhớ đến những chiếc iPhone của Apple, đặc biệt là sự nâng cấp từ iPhone 5S lên iPhone 6. Cũng là màn hình to hơn, thiết kế đổi mới, nhưng vẫn có thể xử lý gọn gàng trong lòng bàn tay được. Điều tương tự cũng nói đến tầm ảnh hưởng với thiết kế của Galaxy S8 và iPhone 6 đến thị trường là cũng thuộc dạng khá tương đồng. Bởi sau iPhone 6, có rất nhiều phiên bản người nhái với lối thiết kế tương tự, thậm chí đến cả con ốc vít. Và sau Galaxy S8, cũng có rất nhiều điện thoại tràn viền cạnh cong xuất hiện trên thị trường. Không chỉ là sự ảnh hưởng về thiết kế, mà đến cả vấn đề nâng cấp về tính năng của Galaxy S8 với người tiền nhiệm cũng không khác nhiều khi mà so với iPhone 6 với 5S. Về tổng thể, cả hai dòng điện thoại mới đều có được sự nâng cấp khá là nhỏ giọt về tính năng, và nếu bỏ qua sự thay đổi về thiết kế thì hầu hết cả tính năng trên Galaxy S8 hay là iPhone 6 đều cũng chỉ là phiên bản hoàn thiện hơn của Galaxy S7 và iPhone 5S mà thôi. Điều này thì phản ánh đúng xu thế chung của thị trường di động khi mà thế hệ sau có khá ít thay đổi đáng chú ý. Điều này thì không phải là xấu, nhưng cũng sẽ khiến chúng ta ít nhiều cân nhắc về việc là có nên nâng cấp điện thoại mới của mình hàng năm hay không. Và yếu tố cuối cùng chính là tốc độ giữ giá. Sẽ rất khập khiễng khi so sánh trực tiếp tốc độ giữ giá của Android với iOS, bởi những chiếc điện thoại Android luôn thua thiệt hơn nhiều so với iPhone rồi. Nhưng khi xét trên nội bộ của Android thì Galaxy S8 vẫn có ít nhiều số má. Lấy một ví dụ rất thực tế là cho đến bây giờ, những chiếc điện thoại sử dụng chip Snapdragon 835 hiện tại đã rẻ hơn rất nhiều, và phần lớn có thể lựa chọn trong tầm tiền là 2 đến 3 triệu thì Galaxy S8 vẫn có giá cao hơn hẳn, với giá vẫn từ hơn 4 triệu đồng, tức vẫn thuộc hàng cao so với Android nói chung. Nói tóm lại, việc sở hữu một chiếc Galaxy S8 ở thời điểm bây giờ chắc chắn vẫn không phải là một sự lựa chọn tồi, bởi ít nhất tốc độ mất giá của chiếc smartphone này vẫn thuộc hàng thấp nhất hiện nay. Vậy thì anh em có lựa chọn một chiếc Galaxy S8 bây giờ hay không? Hãy để lại comment ở bên dưới nhá. Cũng đừng quên là bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.